Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel. Hùng review đây, Techno Camon 20 Pro. Đây là một con điện thoại cực kỳ ngon mà anh em đã lãng quên. Với con Techno Camon 20 Pro này thì mình nhớ rằng là năm ngoái đây là một con điện thoại rất là hot và anh em thường xuyên đem ra để so sánh con này với con Redmi Note 12. Đấy, tuy nhiên thì ít tháng trở lại đây gần như là không anh em có quan tâm về con này nữa. Không phải vì giá nó cao, không phải vì cấu hình nó không tốt mà do là ra quá nhiều sản phẩm điện thoại mới rồi. Nhưng mà có một điều mình có thể nhận ra rằng là những con điện thoại mới ra sau này của nhà Techno các kiểu ấy thì cấu hình của nó có khác gì với con Techno Camon 20 Pro này đâu. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đánh giá lại về con Techno Camon 20 Pro để xem là với cái quả giá ở thời điểm hiện tại chỉ còn hơn 4 triệu thôi thì có nên mua cái con điện thoại này không nhá. Trước khi bắt đầu video này, anh em nào quan tâm về con Techno Camon 20 Pro với mức giá tốt nhất thì đừng quên tham khảo ngay tại cửa hàng One Way Mobile thông qua đường link ở bên dưới. Mức giá bây giờ khoảng tầm là 4.360.000 và khi anh em đến One Way đọc bát là FA Channel sẽ được giảm giá tối đa là 200k. Và đặc biệt là đợt này khi anh em mua hàng ở One Way Mobile đang có chương trình diễn ra đến hết ngày 30 tháng 4, hơn 100 sản phẩm điện thoại điện tử đang được giảm giá lên đến là 5 triệu cùng với rất là nhiều các phần quà hấp dẫn, có cơ hội tham gia mini game vòng quay may mắn luôn. Và chưa kể là ở One Way Buy là cửa hàng đại lý ủy quyền chính thức của Apple, thế nên là khi anh em mua sản phẩm của nhà táo ở One Way thì 100% là hàng chính hãng này, đầy đủ các chế độ bảo hành này và mức giá thì cực kỳ là tốt, cũng như là hỗ trợ lên đời thu cũ đổi mới luôn cho anh em. Thôi còn bây giờ thì vào việc thôi. Với con Techno Camon 20 Pro ấy, thì phải nói thật là con này vẫn rất đáng mua ở thời điểm hiện tại. Nếu như anh em không muốn bỏ quá nhiều tiền để mua con Techno Camon 30, nếu như anh em không muốn bỏ quá nhiều tiền để mua cái con Techno Pova 6 chẳng hạn. Đầu tiên và phải nói cái điểm mà ăn tiền nhất ở trên em này, đó là thiết kế của con Techno Camon 20 Pro lại là một trong những con điện thoại Techno mình thấy đẹp nhất. Đặc biệt là phiên bản màu da đang có trên tay mình ở đây, nó ít bám mồ hôi vân tay này, cảm giác cầm nắm sờ chạm trên em này thực sự rất là dễ chịu. Và ngoài ra, cái điểm thứ hai nữa đó chính là về quả màn hình đi. Thì anh em có thể thấy rằng là với tầm giá bây giờ chỉ tầm 4 triệu thôi, anh em đã có màn hình AMOLED, độ phân giải của nó là Full HD, tần số quét màn hình của nó là 120Hz, viền màn hình cùng nó cũng rất là mỏng và có cả vân tay bên trong màn hình luôn. Và anh em thấy không, cái màn hình này, cái option màn hình này nó tương tự so với lại cái option ở trên con Camon 30 hay là trên con Techno Pova 6 chẳng hạn. Cơ bản thì Techno cũng sẽ xào đi xào lại một cái công nghệ màn hình, một cái tấm nền màn hình là như nhau thôi để đảm bảo một yếu tố là sẽ có một chi phí sản xuất là thấp nhất. Và với cái màn hình này thì mình thấy rằng nó vẫn quá chất lượng ở trong tầm giá đi, nó vẫn có khả năng hiển thị tốt, độ sáng của nó vẫn ok. Nhiều anh em chê rằng màn hình AMOLED của Techno chất lượng không thực sự quá ngon, nhưng mà đó là khi anh em so với những con điện thoại khoảng tầm 10 triệu trở lên thôi. Chứ còn trong phân khúc giá từ 4 cho đến là 7 triệu thì được màn hình AMOLED và option màn hình của nó là như thế này là phải nói thật là ngon lắm rồi anh em ạ. Và chưa kể về phần hiệu năng đi, thì con Techno Camon 20 Pro này nó vẫn được trang bị con chip Helio G99. Nhiều anh em sẽ bảo rằng là những con điện thoại mới nó là G99 Ultra, G99 Ultimate mà. Thì mình nói thật các bạn luôn, chẳng có một sự khác biệt nào ở đây cả. G99 Ultra, G99 Ultimate cũng chỉ là một cái bình mới rượu cũ thôi, chứ còn cơ bản rằng là cái ruột bên trong của nó vẫn chỉ là con G99 thôi anh em ạ. Nên là về cái phần trải nghiệm chơi game này, sự ổn định lâu dài này, thì cái con G99 Ultra, Ultimate hay kể cả là Pro Max gì đấy thì cũng không khác gì so với con G99 đang có đến con Techno Camon 20 Pro này cả. Mà cái yếu tố ở đây mình muốn nói ấy, là con này nó có G99, nó có RAM 8GB bồi ở trong 256GB và mức giá của nó là cực kỳ hợp lý. Còn nếu mà anh em mua những cái phiên bản Camon 30, cái Spark 20 Pro Plus hoặc anh em mua những sản phẩm của nhà Techno Infinix ở trong cùng tầm đi mà có cấu hình tương tự như con này thì bỏ ra tầm giá bây giờ là bèo nhất tầm 4.8 triệu đến là hơn 5 triệu cho con Camon 30 và tầm 5.7 triệu, 5.8 triệu cho con Techno Pova 6. Thế nên là với cấu hình này trong tầm giá thì mình thấy nó quá ổn rồi. RAM 8GB, 256GB thì anh em thoải mái đa nhiệm, anh em thoải mái sử dụng con này bét nhè luôn. Mà với con này, một trong những điểm mà anh em chê ở những cái lần review trước của mình đó là về phần mềm, theo như mình thấy thì gần như Techno họ không có một cái phiên bản cập nhật phần mềm nào đáng kể cả. Nhưng sai nha, sai thực sự sai luôn. Vì cái con Techno Camon 20 Pro mình đang cầm trên tay ở đây, khi mà anh em vào kiểm tra này, thông tin điện thoại nó vẫn là phiên bản Android 13, nhưng mà khi anh em vào cập nhật hệ thống ấy thì nó đã có một cái phiên bản Big Update để được nâng cấp lên cái phiên bản Android 14 rồi. Và phải nói thật, đây là một điều đáng khen cho
điện thoại nhà Techno, và nó làm mình có thêm niềm tin ở những con điện thoại Techno tiếp theo là chúng ta vẫn được cập nhật ít nhất là một phiên bản phần mềm. Do là dòng Camon ấy, nó là dòng ở phân khúc tầm trung, còn dòng Pova là nó sẽ nằm ở phân khúc dưới hơn, nên là có thể con Camon 20 Pro này sẽ được nâng lên Android 14 sớm. Còn nếu như anh em sử dụng những con như là Pova 4 Pro, Pova 5 ấy, thì có thể là sẽ được update sau hoặc là không được nâng cấp chẳng hạn. Nhưng mà con này mình confirm lại cho anh em đã được nâng cấp lên Android 14 rồi nha. Phần mềm của Techno thì mình thấy có một cái điều mình chưa hài lòng lắm, đó là ở phiên bản Android 13 nó làm khá là ngon, cái tần số quét màn hình 120Hz dùng mượt ổn định, nhưng mà lên 14 thì nó sẽ là hơi slow motion nhẹ, cảm giác là nó chưa được tối ưu hóa tốt cái màn hình 120Hz lắm. Nhưng đây cũng không phải là một điều đáng kể, vì cơ bản rằng trải nghiệm sử dụng của em này với cái mức giá anh em bỏ ra nó đã đủ tốt rồi, đã đủ ngon rồi. Còn về yếu tố tiếp theo nữa là về cái phần là camera đi, thì camera của Techno Camon 20 Pro ở trong tầm giá thì mình đánh giá đây vẫn là một con máy có camera khá là tốt ở trong tầm tiền này. Thực sự nó không phải quá vượt trội, nó không thể nào so được với những con có tầm giá cao hơn, nhưng mà ở trong tầm 4 triệu ở thời điểm này thì con Techno Camon 20 Pro nó vẫn được trang bị một cái option camera khá tốt. Camera chính anh em sẽ có cảm biến là 64 MP, con này sẽ có được camera selfie độ phân giải 32 chấm. Nhìn chung ấy, là độ chi tiết ở trên con Camon 20 Pro này thì nó ở mức là vừa đủ. Cũng sẽ có khả năng quay video là 2K 30 hoặc là Full HD 60. Nếu anh em đang kỳ vọng một con điện thoại trong tầm giá tầm 4 triệu 5 triệu mà camera tuyệt vời thì không có đâu. Con này nó ở cái mức là ổn áp và ngon ở trong tầm tiền mà thôi. Đấy. Có một điều mình không thích lắm ở trên con điện thoại của nhà Techno, đó là khả năng chống rung của nó khá kém. Nếu mà anh em tập trung vào khả năng quay video nhiều thì mình khuyên là nên mua điện thoại của Samsung hoặc Xiaomi sẽ ổn áp hơn. Còn nếu mà về khả năng chụp ấy, thì mình thấy độ chi tiết và khả năng tái tạo hình ảnh của em này chụp trong nhiều điều kiện là khá tốt rồi. Đặc biệt là con này cũng sẽ có rất là nhiều các chế độ như là cửa hàng Sky để anh em thể chụp những bầu trời này. Rồi anh em cũng sẽ có là ảnh chân dung, AI, video chuyển động chậm các thứ. Nó khá là đầy đủ, và thêm cả những chế độ như AR này, chế độ chuyên nghiệp để có thể cài căn chỉnh các thứ như là EV cân bằng trắng hoặc là chỉnh tốc chẳng hạn. Nói chung là về cái phần camera thì con này nó ở mức khoảng tầm 7 đến 8 điểm trên thang điểm 10 ở trong tầm giá rồi. Còn về pin ấy, thì em này sẽ được trang bị viên pin là 5000 mAh. Đây là một cái viên pin khá là chung, tại vì những con điện thoại mà phổ biến bây giờ trong phân khúc giá từ 4 đến 5 thậm chí là 6 thì nó cũng chủ yếu là sử dụng viên pin 5000 mà thôi. Em này sẽ có sạc nhanh là 33W. Nhiều anh em sẽ chê ở con này ở khoản là sạc nhanh, vì có thể anh em thấy rằng là con Camon 30 sạc 70W rồi, Techno Pova 6 cũng sạc 70W rồi. Vậy thì cái con này nó chỉ có sạc là 33W thì nó có chậm hơn nhiều hay không? Thì câu trả lời của mình là không anh em nhé. Con này nó sẽ mất đâu đó khoảng tầm là 1 tiếng 15 phút để sạc đầy viên pin là 5000 mAh. Và mình thấy là với tổng thời gian sạc viên pin như thế, nó quá là bình thường, nó quá là ổn ở trong tầm tiền rồi. Anh em cũng không thể nào yêu cầu quá cao được. Tại vì với những công nghệ sạc nhanh như là 67W, 45W tầm tiền cao hơn, nhưng mà nó cũng chỉ rút ngắn được một chút xíu thời gian thôi, nó không quá nhiều. Ví dụ nhé, 45W thì các bạn cũng sẽ mất khoảng tầm loanh quanh 1 tiếng, như vậy là tiết kiệm được khoảng tầm 10-15 phút thôi. Còn nếu mà 70W thì chúng ta sẽ mất đâu khoảng tầm hơn 50 phút một chút xíu. Nó cũng chỉ tiết kiệm được khoảng tầm 10-20 phút khi mà chúng ta sạc pin mà thôi. Nó không phải là một cái khoảng thời gian quá đáng kể. Đấy. Và mình nghĩ rằng là 33W cũng là khá là đủ ở thời điểm hiện tại rồi. Tổng kết lại thì cái điều mình thích ở trên con Techno Camon 20 Pro ấy, là bây giờ mức giá của nó đã thơm rồi, mà cấu hình của nó lại không khác gì so với lại con Camon 30 hay là Pova 6 chẳng hạn. Và một điều quan trọng là option anh em mua kể cả mức giá rẻ nhất đi thì đều là phiên bản 8256 rồi. Nên là nếu anh em nào không ngại cái việc là chúng ta mua một con điện thoại nó ra mắt khoảng tầm 1 năm thì đây vẫn là một con điện thoại nó khá xứng đáng. Tại vì với số tiền đấy bỏ ra mua điện thoại hàng chính hãng ấy, thì một là cố thêm Camon 30 hoặc là Spark 20 Pro Plus, hoặc là Infinix Note 40 Pro, hoặc là Pova 6. Còn gần như là các bạn sẽ không thể nào kiếm được cái lựa chọn tốt hơn. Tầm này anh em mua Redmi Note 13 thì con Redmi Note 13 thì nó thua rất là nhiều ở phần hiệu năng chẳng hạn. Chắc là cái video trên tay đánh giá lại thì cũng xin phép là tạm dừng ở đây được rồi. À quên, có một thông tin mà mình cũng chưa cập nhật cho anh em, đó là con này nó vẫn có NFC hoàn toàn bình thường nhé. Anh em sử dụng các ứng dụng ngân hàng các thứ, kể cả là Google Pay cũng thoải mái luôn anh em nhé. Bye bye.